Mình nâng cấp lên thành công thật sự rồi anh em ơi. Rồi chạy thử nha anh em. Đây là cái con máy khoan pin mini mà mình là người lớn nó chạy như vậy là trẻ em chạy rất là mượt nha mọi người. Mình đã cho thằng nhỏ chạy thử rồi. Nếu mình lắp máy khoan lớn rồi nó chạy còn mượt hơn nữa. Thay pin vô cùng đơn giản luôn. Đây là mình chế vui cho mấy em nhỏ trải nghiệm nha, chứ không có nhu cầu xài thực tế nha anh em. Bây giờ là mình chỉ cần nâng cấp thêm cái tay ga để lên ga là xong.